Das T-Shirt jetzt an. Ja. Xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào, xin Xin chào. chào. Giờ này là mình cho con mình ngủ rồi, mình dọn dẹp xong hai chồng mình uống bia. Feierabend. Post. Prost. Oder Jojo. Trăm phần trăm. Charm and Charm. Trăm phần trăm. 100%. Ja. Alles. Nee, schaffen wir heute nicht. Mình uống ăn cơm phai là bia không có cồn. Lâu mới uống. Hôm nay trời nóng mình uống á. Mình á hôm nay rảnh á, mình hôm nay là mới có 10 giờ, bình thường mình 11 giờ mình mới xong việc á. 10 giờ xong việc rồi. Hôm nay mình bắt ông xã mình học tiếng Việt nha. Sexy. Ja. Kannst du lernen Ganz etwas schwierig. Das ist ja eine ganz schwierige Sprache. Anh nói là tiếng Việt rất là khó. Was kannst du schon auf Vietnamesisch? Ich kann schon bis 10 zählen. Anh nói đến từ 1 đến 10. Mach mal. Mo Thai Ba Bo Nam Sau Bai Dam Chi Moi. Xin mời. Ja, super. Und jetzt heute will er noch mal neu nhé, Oh nee, nee. Jessie. Ich kann nicht Nein. lernen. Wie ist dir auch wie nam mäßig? Kokonqua. Nein, bạn bạn có khỏe không? Bang Có Kong khỏe. Quer Kong. Yeah, super, Jessie, super. Lass mal man kann schon, ja? Und bạn tên gì? Wie heißt du? Bạn tên gì? Bang, Tên gì? Ton, I, Gì? I. Oh, ist das schwierig. heißt du? Ich heiße Peter. Tôi tên là Peter. Tôi tên là Peter. Deulan, Toi, Peter. Tôi tên là Uyên. Bạn tên là Peter. Oh, das ist zu so schwierig. Oh, das ist zu so schwierig. Nhà ông xã mình nó ảnh hồi trước anh học tiếng Nga nên ảnh không có biết tiếng Anh nè, ảnh học tiếng Việt rất là khó tại cái độ tuổi ảnh cũng khó đó. Do đó mình kiên nhẫn với ảnh lắm, ảnh không có được. Bây giờ mình bắt ảnh học tại vì con mình cũng học theo đó. Mà bắt hoài hôm nay mới dụ được lên đi bắt ảnh ngồi học nên nó kêu ảnh học với mình đó. Und das ist was Việt Nam mäßig. Befindest du da Việt Nam mäßig schön oder nicht? Ja, sehr schön. Ich war schon oft in Vietnam gewesen und habe dort auch schon sehr viel Tischtennis gespielt, auch in der großen Hitze. Ja, und dieses Jahr werden wir mit unseren Kindern, mit Lia und Timo, auch für mindestens 2 Wochen nach Ho Chi Minh Stadt fliegen und Long Xuyen. Dạ, yeah, super. Ông xã mình nói là ông xã mình rất là thích Việt Nam tại vì mỗi lần ở bển ông xã mình đánh bóng bàn á, mặc dù thời tiết rất là nóng. Năm nay là tụi mình nó có dự định là về Việt Nam với hai đứa nhỏ Timo và Lia đó. Anh nói về ghé Sài Gòn xong rồi sẽ xuống Long Xuyên là quê của mình á. Thank you, Jessie. Cảm ơn, xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Jessie, em Việt Nam, van vi sát chút, xin chào tạm biệt, Jessie sát mà, Chào. chào tạm biệt, Sambik. tạm biệt, Sambik. tạm biệt, Sambik. tạm biệt, tạm, Sambik. T A M, tạm biệt, Sambik. chào tạm biệt. Chào tạm biệt các bạn nha. Tại ông xã mình còn hơi ngại mắc cỡ lắm nhưng mà mình sẽ tập ảnh từ từ với các bạn. Mong các bạn ủng hộ nha. Tạm biệt. Bye bye. Chút là cái từ tạm biệt mà gần gũi đó là xa chút. Còn au biết xin đó là cách mà lịch sự người mà mới gặp nhau lần đầu. Còn bây giờ mình gặp nhau quen rồi mình nói chút tạm biệt.